Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái ICO mới, một cơ hội mới, đó là bên Sandblock, dự án Sandblock. Thì dự án này cũng mới ra từ năm 2017 và trải qua rất là nhiều hội thảo ở Dubai, Manchester, Seoul, Tokyo, Miami. Vậy thì hôm nay mình sẽ làm bài đánh giá về cái dự án Sandblock này. Dự án này đang được mở bán trước 100% và đã bán hết. Với cái token sale bắt đầu từ 9 ngày, 19 giờ 24 phút và 5 giây. Và hình thức thanh toán này có thể trả qua Bitcoin hay là Ethereum, qua Visa hoặc là Mastercard. Thì cái này có thể làm việc như nào thì các bạn có thể nhìn ở đây. Có thể xem qua cái video trên YouTube để có thể hiểu rõ hơn về cái dự án Sandblock này. Things used to be Đầu tiên so khách hàng đơn giản như simple. vậy. Customers found something they Tìm thấy thứ liked họ and thích, they bought it. họ mua And nó, và đôi sometimes khi họ they even có got nó, gifts for nó quà being tặng good cho cái khách hàng tốt. customers. Nhưng bây giờ But now everything bây is giờ so tất cả complicated. There's so much to choose đều from, lựa chọn. so little time to waste, and so much data to give for free. The result? Customer engagement decreases faster every year. Businesses spend more to attract new customers, but it doesn't help. Businesses, customers, everybody is losing. But here comes Sandblock. Sandblock uses the power of the blockchain to create a new ecosystem. With Sandblock, brands can create their own tokens, which go way beyond classic loyalty points. And those tokens, they are crypto assets. They are tradable and have a direct real value. Brands can give them directly to reward customers for their loyalty, their feedback, and being ambassadors. And they are ambassadors. Because they can exchange their branded tokens with other customers all over the world. Then they are free to discover new brands. And brands gain new customers. With Sandblock, customers don't have to give any personal information. And brands can still collect a larger amount of anonymized data. Sandblock creates a more inclusive and fairer ecosystem with opportunities for everybody. Now is the time for Sandblock. Dành cho Sandblock. Bạn có thể tham khảo thêm trên YouTube hoặc là trên website về thông tin của video này. Vậy cái blog Sandblock này thì nó sẽ hoạt động làm thế nào để nó hoạt động? Thì Sandblock này cho phép các doanh nghiệp chuyển đổi các điểm khách hàng thân thiết, phiếu giảm giá và chứng từ thành tài sản mã hóa, chúng trở nên có thể giao dịch và có giá trị thị trường thực sự. Thì đây là cái white paper của bên Sandblock, thì tí nữa sẽ xem sau. Và mạng đối tác, nhà cung cấp hệ thống thanh toán, thương hiệu và người bán khoản vay ngang hàng với 5 triệu khách hàng và hơn 1.000 cửa hàng. Nhà bán lẻ trực tuyến với 60 triệu đô la và cộng với thị trường tiếp cận. Thì đây là các đối tác của bên Sandblock. Thì đây có Ethland, Eno, Or, Moviga, SP, Placer, Atom and Core, Bluepoint. Và giao thức thỏa mãn được xây dựng trên đầu trang của block Ethereum. Nó đã ra một tập đoàn tự trị kết nối các doanh nghiệp và khách hàng với nhau bằng cách tận dụng sức mạnh của blockchain và smart contract. Thì các bạn có thể thấy ở đây, thì đây là cái máy chủ có thể kết nối được ứng dụng đã rất nhiều các lĩnh vực như mua sắm, du lịch,
nhà hàng, ô tô, các dịch vụ ô tô như đấy, nổi tiếng bây giờ đã là GrabBike đang ứng dụng cái rất nhiều các blockchain ICO này. Ngoài ra các phương tiện giao thông và các người mạng người kết nối khách hàng thì cái hợp đồng blockchain và smart contract này thì giao thức không tin cậy có thể truy cập được với mọi người, cho phép các doanh nghiệp giao tiếp liền mạch tham gia vào một tập đoàn hợp đồng thông minh mà không cần đàm phán và tăng lòng tin của khách hàng thông qua tính minh bạch và quyền riêng tư, phân tích dữ liệu và bảo mật dữ liệu ẩn danh với khách hàng có sẵn cho các doanh nghiệp tham gia. Dữ liệu được mã hóa và chỉ dữ liệu phân tích được trích xuất mà không tiết lộ thông tin cá nhân. Nói một cách đơn giản, chúng tôi cung cấp dữ liệu cho các doanh nghiệp và sự riêng tư cho khách hàng. Và phần thưởng khảo sát trò chơi, các doanh nghiệp khi tham gia cái sandbox này thì chúng ta sẽ được bonus. Các doanh nghiệp có thể tham gia tốt hơn với khách hàng của họ thông qua các chương trình khách hàng thân thiết, thông qua khảo sát, cuộc thi trò chơi và nhiều ứng dụng khác bằng ứng dụng di động Sandblock. Khách hàng được xác thực và tự động thưởng bằng giao thức. Thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm ở trên các trang web link ở phía dưới này đây. Thì Hello everyone and welcome to YCO Central. đây là các trang web mà liên kết với cái trang web của Sandblock, có thông tin liên quan các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên trang web của Sandblock.ico. Về giới thiệu cái token, giới thiệu mã thông báo sự hài lòng thì cái SAT, SAT là một tiền tệ điện tử có thể giao dịch trên ERC20 trên chuỗi Ethereum. Nó là cầu nối giữa các tập đoàn và phần còn lại của nền kinh tế thế giới. Mỗi doanh nghiệp tạo mã thông báo có thương hiệu của riêng mình được gắn với SAT. Token được gắn với thương hiệu được tạo ra bằng cách sử dụng SAT được mua trên thị trường công trao đổi. Token được gắn với thương hiệu trao các quyền và khả năng khác nhau cho khách hàng như thanh toán, bỏ phiếu, xếp hạng hoặc truy cập các tính năng cao cấp. Thế còn khả năng gì của blockchain là vô tận và cái này cũng không ngoại lệ. Tất cả các thương hiệu lớn trên thế giới hiện đang bắt đầu xem xét công nghệ blockchain cho sự phát triển tương lai của họ, và nó chỉ là khởi đầu. Trong một tương lai gần, mỗi một trong những thương hiệu đó sẽ bắt đầu sử dụng blockchain để thắt chặt mối quan hệ với khách hàng, do đó dẫn đến vô số các thẻ được gắn thương hiệu giao thức của Sandblock là để cai trị tất cả, và Sandblock cũng không ngoại lệ. Ứng dụng mạng blockchain và smart contract. Tin tức khám phá những tin tức mới nhất về dự án Sandblock, các ấn phẩm và thành tựu của chúng tôi, tổng quan kỹ thuật và phân tích thị trường. Thì trên News BTS cũng nổi tiếng và đã CIO và CoinSpeaker, các trang tin tức nổi tiếng khá nổi tiếng này, người ta đã đưa về Sandblock khá là nhiều. Và các bạn có thể tham khảo trên các trang tin tức nổi tiếng này. Và ETH Land và Sandblock đối tác chiến lược, đội Sandblock ngày 16 tháng 4 năm 2018. Thì các bạn có thể đọc bài viết cụ thể ở đây. Có rất nhiều các bài tin tức nói về Sandblock này, hoặc là tiện ích SAT cho sở sở dĩ khách hàng, chủ thẻ khách hàng và thương hiệu, hay là ứng dụng di động Alpha có sẵn trên iOS và Android. Thì những bài viết này cũng mới viết và các bạn có thể tham khảo. Và đặc biệt là cái Sandblock ICO này thì được thành lập bởi rất nhiều người đội ngũ trong đây. Đây các bạn có thể xem qua và cố vấn. Tất cả nhóm của chúng tôi có thể chia sẻ một tầm nhìn để trả lại giá trị cho sự tham gia của khách hàng. Chúng tôi tin vào sự phân cấp và làm việc chăm chỉ hàng ngày để cung cấp các sản phẩm tốt nhất, làm cho tầm nhìn của chúng tôi trở nên thành hiện thực. Thì đây là những người đồng sáng lập, thì các bạn có thể xem đây là Fabrice Bacchus, là đây là người
đó là sản phẩm chính, đó là quản lý sản phẩm. Nhà phát triển Volstack, đồng sáng lập của Plattgraph và Brooks, tốt nghiệp EdTech, làm việc trên 1 triệu người dùng và ứng dụng di động ở Paris, Pháp. Người thứ hai là Sarah Dine Ack, kinh doanh tiếp thị, chiến lược là một chiến lược kinh doanh, nghiên cứu tiếp thị, pháp lý, phát triển kinh doanh, tốt nghiệp của trường đại học SEC của Paris, làm việc trong lĩnh vực tiếp thị và mua lại trong 7 năm của đang ở Paris, Pháp. Và người ba là Jeremy Grenier, là kỹ thuật, người kiến trúc phần mềm, nhà phát triển di động, nhà phát triển hợp đồng thông minh, tốt nghiệp của Epitech, làm việc trên 1 triệu người dùng và ứng dụng di động ở Lyon, Pháp. Người thứ tư là Emmanuel Junius, là bên thiết kế UX hoặc UI, tương tác và thiết kế trực quan, thiết kế trải nghiệm khách hàng, blockchain đam mê, trường thiết kế của Nantes Atlantic, tốt nghiệp trường Atlantic của Paris, Pháp. Và người thứ năm là kỹ sư phụ trợ Clement DiPaolo, kiến trúc sư dữ liệu, cơ sở hạ tầng và phát triển phụ trợ, nhà phát triển hợp đồng thông minh, tốt nghiệp của Epitech, làm việc trên cơ sở hạ tầng 100 triệu người dùng và đang ở San Francisco, Hoa Kỳ. Người thứ sáu là Thomas Andrew Micolon, là kỹ sư và người viết quảng cáo. Đây là kỹ sư phần mềm phát triển lối vào, người viết bản nội dung, thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp và tiếng Đức. Ở ông này giỏi được 4 thứ tiếng. Và Neoma, tốt nghiệp trường Neoma, đang ở Lyon, Pháp. Người thứ bảy là kỹ sư phần mềm Matthew Hopkirk, người phát triển toàn diện, nhà phát triển hợp đồng thông minh, smart contract, khoa học máy tính, lý thuyết bằng cấp toán học và làm việc trên cơ sở hạ tầng 500 triệu người dùng, đang ở Paris, Pháp. Và người cuối cùng là Alexander Trukmun, bên tài chính kinh doanh của Dev kinh tế tài chính và mã thông báo của Token, phát triển kinh doanh, chiến lược kinh doanh, tốt nghiệp trường SEC Paris, làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và đầu tư blockchain, đang ở London, Vương quốc Anh. Và hàng loạt cố vấn dự án Sandblock được hỗ trợ bởi các chuyên gia trong lĩnh vực của blockchain, cryptocurrency, truyền thông và tiếp thị kỹ thuật số. Đây là bốn ông cố vấn. Thì chúng ta cùng tìm hiểu qua Simon Cooking là cố vấn marketing, loa công cộng và người có ảnh hưởng, làm việc với hơn 20 ICO thành công, thành viên được xếp hạng cao nhất trong số những người của blockchain, tổng biên tập tại Crypto Coin News, biên tập viên cấp cao tại Aristech News. Người thứ hai là ông Wickoram, cố vấn chiến lược, đóng góp tích cực trong cộng đồng Bitcoin, cựu giám đốc điều hành của Spondulistech, làm việc như một người hướng dẫn mang FIDF và kỹ sư tại Volterra Broadcom và cố vấn của Intel Bancor. Người thứ ba là ông cố vấn tài chính Harold Kim, giám đốc điều hành của công ty phân tích dữ liệu tiền điện tử Zozoa Network, chuyên gia tài chính hơn 8 năm kinh nghiệm với Hyundai Capital và HSBC, chuyên về chiến lược lập kế hoạch ICO. Và người cuối cùng là cố vấn pháp lý ông Jean Baptiste Saffron, luật sư, nhà văn và doanh nhân, cố vấn cho chính phủ Pháp và cựu tổng thư ký hội đồng kỹ thuật số quốc gia Pháp, cựu giám đốc pháp lý của quỹ Wikimedia. Thì cái sự kiện này, nếu mà tham gia với cái blog, với xem blog này, ICO này, thì trong các hội nghị và hội nghị trên khắp thế giới, và tìm hiểu thêm về dự án xem blog này, thì cái dự án xem blog này có thể đã qua trải qua được
tham gia được rất nhiều sự kiện trên thế giới, ở Dubai, diễn đàn blockchain vào ngày 16-17 tháng 4 2018. Hội thảo này cũng mới được diễn ra và được gần nhất này, các bạn có thể tham khảo trên trang sự kiện đây. Bên cạnh đó là bên Dubai đăng ký blockchain và hội nghị đầu tư hội thảo diễn ra trước đó một tháng, ngày 19 tháng 3 2018, hay ở Manchester, cuộc gặp gỡ blockchain của EnergyMai, cuộc meeting up này được diễn ra vào ngày 15 tháng 2 2018, và Miami hội nghị Bitcoin Bắc Mỹ, hội thảo này diễn ra 18-19 tháng 1 2018, hay Seoul tour du lịch châu Á Startup Token, sự kiện tour này diễn ra vào ngày 22 tháng 12 2017. Hay ở Nhật, Tokyo tour du lịch châu Á Startup Token diễn ra vào ngày 20 tháng 12 2017. Ở Hồng Kông cũng tổ chức tour tham quan Startup Token ASEAN, sự kiện này tour này được tổ chức vào ngày 19 tháng 12 2017. Ở đảo Viên Ngọc Đông Nam Á, ở Singapore cũng diễn ra tour du lịch châu Á Startup Token, diễn ra vào ngày 18 tháng 12 2017. Hay ở bang Bogota, hội nghị về chuỗi khối Mỹ Latin thảo ngày 4 tháng 5 2017. Hoặc ngay ở Paris, cuộc gặp gỡ tại Maison du Bitcoin, hội thảo này diễn ra ngày 14 tháng 11 2017. Ở Praha, cuộc gặp gỡ tại Paralelny Police, cuộc gặp này cũng diễn ra ngày 28 tháng 11 2017. Thì các bạn có thể tham lên trang web của Samblog ICO để tham khảo về các thông tin này. Đây là cái bài đánh giá của mình sơ qua về dự án Samblog ICO. Thì các bạn muốn tham gia cùng cộng đồng của Samblog ICO này, các bạn có thể để lại mail thông tin của mình để có thể cập nhật mới nhất những thông tin thú vị nhất về dự án Samblog này. Thì đây là bài dự án, bài review đánh giá của mình về dự án Samblog này. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin chào.